Nhà hoa quả may xin chào các bạn. Các bạn ơi, từ một vỏ chai nước ngọt như thế này, chúng mình sẽ tái chế thành một cây đèn đẹp lung linh. Nào, chúng mình cùng làm nhé. Với chiếc chai như thế này, chúng mình sẽ chia làm 3 phần nhé. Từ trên miệng xuống, các bạn tính 10cm. Từ đáy lên, các bạn tính khoảng 12cm. Các bạn cắt. Đây là 3 phần mình đã cắt được. Phần này mình để riêng nha. Hai phần này mình sẽ làm thứ tự. Đây là cái phần từ đáy lên. Chúng mình sẽ cắt dọc xuống. Các bạn lưu ý, nó có những cái đường hoa văn dọc theo thân đây. Mình sẽ cắt thẳng ở giữa các hàng hoa văn thì nó sẽ được 10 phần bằng nhau nhé. Tiếp đến, các bạn sẽ cắt mỗi một cái phần này, mình sẽ cắt hai bên thành những cái mảnh nhỏ. Hai bên nha. Vậy là chúng mình đã cắt được 10 phần bằng nhau. Mỗi một phần này chúng ta lại có hai cái mảnh nhỏ nhỏ như này nha. Đó. Bây giờ chúng mình sẽ tỉa cái cánh này, nó tròn tròn như là cánh hoa. Đó, các bạn tỉa hết các cánh nha. Vậy là ta có những cái cánh, lát nữa mình bẻ nó ra nó sẽ rất là điệu đà. Tiếp đến những cái sợi nhỏ này, chúng mình sẽ cắt vạt cái đầu của nó cho nó nhọn nhọn nha. Để lát nữa mình gắn cái hạt trâu vào cho nó dễ đó. Các bạn làm thứ tự. Làm cái này chắc phải kiên trì các bạn ạ. Chứ hơi lằng nhằng một chút. Nhưng mà lát nữa nhìn thành quả thì chắc là các bạn sẽ thấy hài lòng. Sau khi cắt xong rồi, chúng mình sẽ tiến hành uốn cánh nha. Đây, những cái cánh như thế này, chúng mình sẽ dùng tay các bạn cuộn cuộn nó vào. Vì cái cánh này nó hơi cứng, cho nên mình phải làm như vậy. Đó, các bạn cuộn vào. Giữ một lát, khi bạn bung ra nó sẽ thành cái cánh cuộn như thế này. Có thể các bạn thắc mắc là tại sao không dùng một cái bút hay một cái đũa đó, mình cuốn nó vào. Thế nhưng không được các bạn ạ, vì cái này nó hơi cứng. Cho nên là khi mình cuốn đũa, nó sẽ lại bung ra ngay, nó không thành nếp nha các bạn. Đó, mình đã thử rồi. Đó, nó lại trở lại vị trí bình thường. Thế cho nên tốt hết là các bạn cuộn bằng tay nha. Vậy là phần cánh mình đã uốn xong, trông khá là mềm mại. Ở đây mình còn hai cái mảnh nhỏ thế này nha. Mình sẽ uốn một mảnh, mình uốn cong ra ngoài. Một mảnh mình sẽ uốn cong vào trong. Đó, vậy là chúng ta sẽ có hai lớp. Một lớp sẽ hướng ra ngoài, một lớp nó sẽ hướng vào trong như thế này. Đây là hạt trâu nha các bạn. Chúng mình sẽ dùng cái loại nhỏ, loại khoảng 3mm. Chúng mình sẽ gắn vào đầu của những cái mảnh nhỏ này nha. Tiếp đến chúng ta sẽ gắn hàm bên trong. Vậy là chúng ta đã hoàn thành một phần rồi đó. Và đây là phần thứ hai. Chúng mình cũng chia thành 10 phần bằng nhau. Và với cách làm tương tự như vậy thì chúng ta sẽ được như thế này. Đây là hai phần chúng mình vừa làm xong. Các bạn lồng vào đây. Các bạn lựa lựa cho hai lớp cánh nó so le nhau nhé. Như thế thì nó sẽ đẹp hơn. Đó, như vậy là chúng ta đã làm xong cái phần đèn rồi đó. Chỉ cần làm cái chân nữa là xong. Và đây là phần thứ ba, cũng là phần cuối cùng. Trước bạn làm đầu, bây giờ bạn làm chân nha. Mình sẽ trang trí cho bạn ấy. Ở đây mình có một ít gen trắng. Các bạn sẽ làm như thế này. Bây giờ mình sẽ đính những hạt châu nhỏ vào đây để tông xuyệt tông với đèn nha.
Vậy là chúng ta đã hoàn thành phần chân đèn rồi. Các bạn tham khảo một số cách trang trí nhé. Cách thứ nhất, có thể các bạn sẽ treo tòng teng như là cái đèn lồng á. Đó, các bạn sẽ lấy hai cái sợi đối xứng nhau nha. Các bạn đính cái đầu nó vào nhau. Tiếp đến các bạn sẽ dùng một sợi dây, các bạn buộc nó vào đây. Đó, rất đơn giản, chúng ta đã có một sợi dây treo tòng teng. Và bây giờ chúng mình chỉ cần cho đèn led vào nữa là xong. Đây, đèn led của chúng ta. Các bạn có thể để chế độ đứng im hay là nháy thì tùy ý nha. Mình sẽ cho nó vào đây. Đó, cái này treo vào buổi tối nó bắt sáng rất là đẹp các bạn ạ. Và cách trang trí thứ hai là mình để đứng ở trên mặt bàn. Và chúng ta đã có một cái chân đây rồi. Để gắn cái chân được vào đây thì chúng ta có một tấm giấy dạ nhé. Các bạn sẽ làm như thế này. Các bạn sẽ in vào đây. Và các bạn cắt cho mình một tấm tròn nhỏ nhỏ như này nha. Cái giấy dạ này nó rất là chắc. Các bạn đính nhiều nhiều keo một chút nhé. Đó, các bạn đính vào đây. Chỉnh vào chính giữa nha. Và các bạn giữ một lát. Vậy là chúng ta đã có một cây đèn có chân đứng. Và bây giờ mình chỉ cần cho bóng đèn led nữa là xong. Đó, rất là đẹp. Mình vừa hướng dẫn các bạn cách tái chế từ một vỏ chai nước ngọt thành một cây đèn trang trí rất là dễ thương. Mà cách làm cũng đơn giản ha. Các bạn hãy đăng ký kênh để đón xem tập mới nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập tiếp theo.